Rồi xin chào anh em, mình tiếp tục video thứ hai. Nãy giao bộ thì video thứ hai này giao lẻ, giao lẻ cái số 1, giao lẻ đánh dấu số thôi. Số 1 này là cái giao rất là đặc biệt ha. Trước giờ anh em nghe giao Nhật thì có thép xanh nè, thép trắng nè, xanh số 1, xanh số 2, trắng số 1, trắng số 2, trắng số 3, hoặc là thép Tama, hoặc là thép carbon thông thường. Đặc biệt cái con dao mình sẽ giới thiệu đây, nó là sử dụng thép bạc số 3. Anh em nghe rất là lạ không? Cái thép bạc số 3 này thì có cái gì lạ? Thì như anh em biết đó, cái thép carbon thì có một cái ưu điểm là rất là dễ mài và giữ bén rất là tốt. Còn thép kháng gỉ nhưng nó lại bị gỉ, và ngược lại thép kháng gỉ tốt đó, thì nó cứng nè, khó mài hơn, giữ bén không bằng, nhưng mà nó kháng gỉ thôi. Và đặc biệt nữa là thép không gỉ nó không có rèn được, họ chỉ dập bằng máy thôi. Và cái thép bạc này nó sẽ tích hợp lại những cái ưu điểm của thép carbon và thép không gỉ, đó là nó kháng gỉ tốt như thép không gỉ, nhưng mà rất là dễ mài và giữ bén như thép carbon đó. Và đặc biệt nó rèn được nữa. Bởi vì anh em rất là ít thấy cây thép nào mà không gỉ như đề ba Yanagi ba không gỉ mà nó rèn được hai lớp, chỉ có Ginsan á, Ginsan là thép bạc số 3 đó, là thép này nè mới rèn được thôi. Còn anh em thấy VG10 hoặc các loại thép khác mà không gỉ á, chỉ dập nguyên một khối, không rèn được hai lớp. Đó là cái dao này đặc biệt cái này nè. Nó ba lớp, lớp ngoài không gỉ, lõi là Ginsan. Ginsan hay là thép bạc số 3 á. Chữ này chữ bạc nè, Sliver nè. Nhật là thép bạc á, gọi là Ginsan. Cây này rất là đặc biệt, và thép bạc thì rất là ít thấy. Trước giờ anh em chưa nghe nói thép bạc số 3 ha. Rồi mình đây là một cây Santoku 18 cm. Lần đầu tiên có cái dao này thì mình sẽ nói kỹ cho anh em. Này 17.5 nè. Trước mình có mấy cây lắm mà chưa kịp giới thiệu, thằng em nó lấy về luôn rồi. Nó tẩm trước rồi nên đâu có cơ hội giới thiệu cho anh em đâu. 43. Vậy cũng khoảng 2 mm thôi. Cái này rất là đặc biệt ha. Anh em có thể về mua về xài hoặc sưu tầm cũng được, dễ mài, kháng gỉ tốt, nó không có bị gỉ xét, bén cũng rất là bén. Ok, rồi cái thép bạc này mình bán với giá 900.000 nha anh em, bao ship nha. Ginsan hay gọi là thép bạc số 3 đó. Cắt nhiều chữ lắm, ban đầu mình nhìn nhầm, mình tưởng nó là thép trắng không à, Shirogami á, nhưng mà nó không phải, cuối cùng nó là thép bạc số 3 sau khi đã nghiên cứu rất là kỹ. Rồi cái số 1 900.000 bao ship. Rồi cái số 2. Số 2 một cây Gyuto 21 của hãng Tojiro. Tojiro nè, Gyuto 21 lõi VG10 ốp không gỉ. Gyuto 21 là dài 21 khỏi đo ha. Khoảng rộng 43. Con này còn mới tinh nè, chưa có xài chứ. Dày khoảng 2 mm ha. Rất là đẹp, lõi VG10. Cây số 2 này 1 triệu bao ship nha anh em. Gyuto của Toshiro VG10. Rồi ok, tới cây số 3. Rồi số 3 một cây Sashimi Yanagi 3. Yanagi 3 21. Cái này khâu sừng hả anh em, còn rất là mới nè. Của hãng gì Tokyo, đọc hết được rồi, Rocket hả.
quantity gì thôi, đọc không được rồi đó. Cái mờ quá rồi, cũ quá rồi. Cây này 21 nè, rộng 3 ha, dày khoảng 3 ly á. Cây này 1 triệu nha anh em, cây số 3, số 3 chứ đâu có bộ. Rồi, số 3 Yanagi 321 sâu sừng, giá 1 triệu nha anh em, bao ship rồi đó. Làm vệ sinh mấy con này mình ngán dữ lắm, mấy con mài một gốc là vệ sinh ngán nó mẻ một cái là ngồi khóc luôn, ngồi nguyên đêm luôn, ngồi nguyên đêm mài chứ ngồi nguyên đêm khóc thì nó không ra được vậy thôi. Rồi tiếp cây số 4, số 4 cũng Yanagi 3 luôn của Aritsugu, hai cây luôn đi, số 3 số 4 nè, 1 2 3 là số 4 nhé. Số 5 hai cây này đồng giá bán rất dễ. ₹650 cây. Đó. Yanagi 3 18 khô sừng hết. Của này của Aritsugu. Rộng 3 nè, dày cũng khoảng 3 mm. Dài 18, thấy là cái con này 19 luôn á, thôi tính 18 thôi. ₹650 bao ship, còn số 4 với số 5 nha anh em. Cho khỏi mất công. Cây này 18.5 nữa nè, dư không ạ. ₹650 là giá im lắm rồi đó. Cái này dày 3 mm nè. Bản rộng cũng 3 luôn. À, khâu sừng hết ha, còn rất là đẹp ha, đó. Ừ. Rồi số 4, số 5. Số 4, số 5. 6 đồng giá 650.000 một cây bao ship. Số 6. Nakiri của hãng Kia Câu Sừng. Ba lớp. Lỗi xếp trắng, xếp xanh vậy đó thì không biết. Biết thì dễ bán hơn, không biết thì bán giá thấp hơn anh em. Mình vậy đó, khi nào biết chắc chắn là sử dụng cái gì thì bán theo, dựa theo giá hãng bán, còn không biết thì bán giá thấp hơn thôi. Thì cây này 5.2 ha, bản rộng 16, bản dài 16.5, dày chỗ này dày lắm, đo tới đây dày 4 ly là, nhưng mà thon về mũi thì chỉ còn khoảng 1 mm 0.8 mm thôi. Thì cây này còn rất là đẹp, rất là tốt ha, thâu sừng nè. Giao 3 lớp nha anh em. Cây này cây số 6. Ông đậy nắp nó màu khô quá. Rồi, cây số 6 1 triệu 2 bao ship. Biết rõ thép gì chắc bán 1.5 triệu. Rồi ha. Rất là bén này. Nakiri này thái thịt, rau củ quả ngon lành, nhà nên có một cây. Rồi cây số 6 1.2 triệu bao ship. Rồi cây số 7 đã chưa, thấy quen không, hình trái chim nè. Số 7 là cây bunka của Takeda ha anh em. Bunka này dài cách 15 quá. Và bunka này thì của Takeda là sử dụng thép Agami Super nè, AS Agami Super. Thì hãng này anh em quen quá ha, tại vì mình cũng đang sử dụng và mình đã giới thiệu cho anh em rất là nhiều rồi. Hàng này thì lâu lâu mới có một cây thôi, không có nhiều đâu. Thì cán bằng khâu bằng gỗ ổn định, cán gỗ hồng hình bát giác, lõi Agami Super. Cây này là Bocho
ao bocho gì bunka đó, quên tên nè, tên dài quá. Bunka bự, nó còn bản bự nữa. Bản bự nữa hình như 17 cm á. Bản này có 13. Giá mới con này là 270 đô á anh em. Này mình tra thông tin hết rồi nên mình sẽ bán giá theo hãng thôi. 270 đô thì khoảng 4,5 triệu, về Việt Nam chắc cỡ 6-7 triệu. Thì cây này mình sẽ bán giá 1,5 triệu thôi, bao ship cho anh em. Cây số 7 ha. Rồi, cây số 7 cây Bunka của Takeda, lõi Aogami Super. Rất là bén nha. Mình khoái cắt lắm mà. Nhưng mà lát dọn ghét thì mình không khoái. Rồi, số 7. Em nhớ like và subscribe kênh của mình để ủng hộ mình ha. Nói nhiều quá khan tiếng luôn á. Rồi, cái số 8. Số 8 một cây Vito 18 cm. Khâu gỗ ổn định, cán cũng gỗ hồng luôn. Cây này sử dụng lõi là thép xanh, ốp không gỉ. Cây này cây số 8 giá 1,5 triệu nha anh em. Yuto khâu này bây giờ họ mình thấy họ làm gỗ ổn định rất là nhiều, do nó dễ gia công hơn hay sao á, mà gỗ ổn định cũng rất là đẹp ha. Thấy nó bền hơn khâu sừng á, tại vì cái cây Takeda mình thấy rất là nhiều, không bao giờ hư. Cái này không bao giờ sừng này có thể nó bung á, mấy cái này chả bao giờ nó thấy rồi ha. Số 8 ha, 1,5 triệu. Yuto 18 cm, nãy giờ đâu có đo cây này đâu, nói hoài không có đo luôn. 7.5, cây này cầm rất là đã. 42, chỗ này nó dày lắm, dày 3 mm rồi. Cây này rất là đã, tích giật lắm ha. Cây nào cũng hiếm, anh em nói cây nào cũng hiếm, hiếm thiệt mà. Chứ lâu lâu gặp cây hiếm là đúng rồi. Cái này mình bán ít khi nào thấy nó trùng lắm không. Cái con này xài đã lắm. Rồi cái số 8 là 1,5 triệu bao ship nha anh em. Rồi cái số 9. Chính một cái thép nhiều lớp. Ốp không gỉ và lõi cũng không gỉ luôn. Cây Santoku. Rất là đẹp ha. Nó gèn 11 lớp anh em. Lõi thì lõi không gỉ á. Tại mình xử lý qua nó lên vân á. Một bên 5 lớp, lõi nữa là 11 lớp. Cái này cũng khâu bằng gỗ ổn định nè. Cán gỗ, gỗ thì không phải gỗ hồng mà thấy nó nhẹ hơn, màu nó cũng khác gỗ hồng nữa. Cái này mình vô keo nó rồi nè. Cái này giá 1 triệu anh em. Chín đi. Bên này dao đẹp không ha. Gom góp được gần nửa tháng nay mới được nhiêu đó. Anh em mài dao, xài dao đừng để nó cùng quá mới mài ha. Cảm thấy nó hơi cùng cùng chút đem ra mài được rồi. Để nó cùng quá mài nó lâu lắm, lúc đó đỡ thừa dao mình dỗm nữa. Chứ mà nhiều anh em hỏi mài sao hoài mài không bé. Này mình cũng bó tay. Không phải ai cầm mài cũng được đâu. Nhiều người kêu hướng dẫn mài mình cũng không biết sao, tại vì trên video mình cũng không có clip để mài dao đó. Anh em thấy nó cũng đơn giản thôi, quan trọng mình tập, mình mài từ từ mình quen thôi, chứ giờ chỉ qua nói miệng không cũng khó lắm. Rồi nha, cái số 9 này 1,000,000 bao ship nha anh em. Cái số 10,
số 10 là cây này rất là đặc biệt nè, chi trước giờ mới thấy luôn á, không biết nó làm cái gì luôn á, mà rất là đẹp ha. Cái này giống giống như si hao của cây, si hao nó tới 4 mấy triệu. Cây này dài 19.5 tới mũi là 19.5 đi. Nhìn cây này dáng rất là đẹp, khâu sừng nữa, bản rộng 32-33, dày ha, dày 4 mm ha. Cây này 2 triệu nha anh em. Số 10 rất là đặc biệt, anh em nào mua thì sưu tầm mà. Nó giống như một cái kiếm luôn vậy á, giống như cây katana vậy, nhưng ghiền hai lớp mài một bên, cái khâu rất là đẹp. Số 10 2 triệu bao ship. Bữa trước có anh nào hỏi mình cái giá cái này mình quên, lát lục lại. Cà dao bén đã lắm anh em ạ. Chứ có khi đi tới nhà bạn rồi chơi cầm cái dao lên cắt miếng thịt mà cây nhựa là nhựa, chắc cái cà chua mà nó anh em cắt cà chua dao lục thì anh em biết rồi phải không? Chán lắm, nó xịt tùm lum hết vậy. Cái này xài ở dưới được, xài cái mũi cũng được à. Đó. Mình mài được bén hết rồi nha, chứ không phải mài vô. Nói chung là hai mặt đó. Giấy báo nó mềm hơn, nên khó một chút thôi. Do góc mài cắt theo đúng hướng. Rồi cái số 10 2 triệu bao ship. Số 11 Nakiri khâu sừng. Này ốp không gỉ nè, lõi carbon, lõi cũng là nghi ngờ thép xanh hoặc thép trắng vậy thôi. Cái này dài 16.5, dày bản rộng là 48, dày ở đây dày lắm, 5 mm luôn á, nhưng ở đây dày chỉ còn khoảng 1 mm à. Cái này cũng 1.3 triệu nha anh em, do cây nãy khâu sừng mà ốp thép mềm thì 1.2 triệu, cây này 1.3 triệu. Cái này cây số 11 1.3 triệu bao ship. Nakiri khâu sừng ốp không gỉ lõi carbon, carbon là xanh hay trắng gì đó, dao này dao xịn rồi mà. Cái này mình cũng bổ keo nữa ha, bít lại rồi. Rồi số 11 1.3 triệu bao ship. Nakiri về để thái thịt cắt rau rồi, đừng có đem mẫu gà mẫu vịt đâu nha anh em, đừng có đụng tới xương nha. Dao mỗi cây mỗi công năng của nó à. Rồi ok. Số 12 nè, cây dao đề 3. Đó. Đề 3 18 cm, khâu sừng còn vỏ gỗ luôn. Cây này cũng rất là nặng. Đề 3 này đề 3 AI nên cái bản nó không có to như mấy con khác, nhưng mà rất là trâu bò ha. Dài 17 nè. 17 là thường là 18, bản nó rộng 46 thôi. Dài chắc khoảng 7 8 ly á. 7 ly rưỡi ha. Gần 8 ly à. Đặc biệt còn cái vỏ gỗ nè anh em. Về khỏi tốn tiền làm vỏ, vỏ này của hãng luôn ha. Nè anh em thấy số này, đây 418 họ làm dấu nè. 418, ở đây cũng 418, ghi mấy cái chữ gì nè, đó. Không biết chữ gì, nhưng mình thấy trùng nó là trùng hợp với cán của nó rồi. Cái này cây số 12 hả?
12. Rồi cây 12 cũng là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay. Cây này giá 2 triệu đồng bao ship. Anh em mua hàng thì liên hệ với mình theo thông tin dưới video ha. Thông tin trên tiêu đề chứ quên. Đừng quên like và subscribe kênh của mình để theo dõi những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.